Dạ, Nguyên xin chào quý cô chú anh chị em trên kênh của Bách Nguyên Vlog nha. Dạ, quý cô chú anh chị em ơi, thì hiện tại là Bách Nguyên và cùng đoàn FC miền Nam đã tới sân bay Nội Bài rồi nha cả nhà. Hiện tại là mọi người đang check in tấm ảnh tại sân bay Nội Bài đây. Thì mình sẽ bắt lại cái khoảnh khắc này cho cả nhà mình cùng xem nha. Và để làm lại kỷ niệm, để làm kỷ niệm nha cả nhà. Đó, trời ơi nhìn rất là đẹp. Và để Nguyên cũng mở điện thoại lên chụp luôn. Dạ mọi người nhìn nè, 1 2 3. Rồi ai chụp? Rồi 1 2 3, nhìn cái nữa nè, 1 2 3. Ở cả nhà thì nãy giờ các cô chụp hình xong rồi nha cả nhà. Đó, bây giờ chuẩn bị đi ra xe đi lại nhà hàng ăn thôi cả nhà ơi. Nhìn các cô nhìn cái sân bay của người ta giờ màu xanh đồ chuối luôn. Nhìn vui làm sao ấy. Ôi nhìn các cô chụp hình nè, vui ghê. Rồi xe đến đúng không? Đi mọi người ơi. Rồi let's go, xe đến rồi mọi người ơi. Dẫn đòn gì đâu đi quên ba lô chết luôn rồi. Quên mình mà. Vì mình quên cho bản thân luôn. Đây cả nhà ơi, hiện tại là đoàn FC đang tiến ra xe để đi ăn nha cả nhà. Dạ chào cô. Thời tiết cũng không lạnh gì mấy đâu mọi người. Nói chung thời tiết này vừa độ mát mà cả nhà.
Xe mấy cô ơi. Xe xe. Xe lớn bên kia lận. Dạ. Xe bên kia lận, xe tới rồi. Dạ, chào cô. Xe. Mọi người cứ đi qua bên đó đó. Dạ con nghe cô. Bên đó là của mình hả? Dạ dạ con xuống giờ con đang đi ra xe này cô. Dạ đi ra xe về chỗ nhà hàng á. Dạ dạ dạ. Dạ con không biết là từ đây lại tới đó là bao nhiêu phút nữa. Để con lên xe con check Google cái. Dạ. Con cũng dạ. Rồi rồi cô hỏi dạ, hỏi cô canh giờ cô ra đó giùm con. Dạ dạ. Rồi rồi. Xe nha cả nhà, xe miền Nam, xe 1 và xe 2. Xe nào cũng được mà. Xe nào cũng được đi, cứ bắt chiếc xe này sẽ đi qua khách sạn bên kia.